Ngày 27 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 314 ca mắc COVID-19. Tối ngày 27 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc mới cao nhất cả nước, đa phần được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa. Theo bản tin tối ngày 27 tháng 6 của Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 27 tháng 6, Việt Nam có 197 ca mắc mới, trong đó 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, tại Kiên Giang là 4, Tây Ninh 3, Khánh Hòa là 2. 188 ca ghi nhận trong nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh là 95, Bình Dương 36, Bắc Giang 15, Quảng Ngãi 15, Phú Yên 8, Hưng Yên 7, Bắc Ninh 6, Nghệ An 4, Đà Nẵng 2. Như vậy, trong ngày 27 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 314 ca ghi nhận trong nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh 200, Bình Dương 36, Bắc Giang 20, Hưng Yên 15, Quảng Ngãi 15, Phú Yên 8, Long An 7, Bắc Ninh 6, Nghệ An 4, Đà Nẵng 2 và Bắc Cạn là 1 ca. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.